Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cây kèo Arop uy tín chất lượng ở trên hai nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn đã tham gia vào một cái dự án mạng xã hội mới, từ đó là cái dự án Pop Social. Thì cái tham gia vào cái dự án này thì chúng ta sẽ là like, retweet, đăng bài, cũng như là tham gia tất cả các mọi hoạt động ở trong cái trang mạng xã hội này để chúng ta nhận cái token PPT. Và đây là một cái dự án mạng xã hội và chúng ta với cái một cái nguồn tổng cung của nó là 200 triệu token PPT. Và ở đây thì khi mà chúng ta kiếm đủ 10 cái đồng PPT thì chúng ta sẽ được claim về các bạn nhé. Và đây là cái trang chính thức, trang chủ chính thức của dự án, và hiện tại thì cũng đã có hai cái phiên bản app iOS cũng như là trên Android để chúng ta tải về. Và ở đây thì đối tác và người ủng hộ nhé, hệ sinh thái xã hội Pop là một nền tảng đa chuỗi, và hãy xem tất cả các đối tác của chúng tôi có cùng một nhiệm vụ như là chúng tôi trong việc làm cho không gian Web3 dễ dàng cập nhật hơn. Và các bạn thấy ở đây thì các đối tác, một cái lượng đối tác cực kỳ là khủng luôn các bạn nhé. Trong đó thì có BNB Smart Chain, OKX, Polygon và các cái đối tác khác ở trên này, thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên ngay cái dòng tính năng này, tính năng truyền thông hàng đầu này, và hãy xem thế giới nói gì về Pop và nắm bắt tất cả các tính truyền thông mới nhất của chúng tôi ở bên dưới này. Thì đây là cái trang mà Tokenomics này, kiếm PPT và hãy nâng cao túi PPT của bạn bằng cách là mời bạn bè đăng bài và tương tác mạng xã hội ở trên Pop app, sử dụng PPT. Với PPT bạn có thể xử lý các giao dịch mua hàng, mở khóa, dương kho báu và nâng cấp tài khoản của mình và có được quyền quản trị. Chức năng đa chuỗi này, Pop bắt đầu trên hành trình trên BNB Smart Chain và cũng có ở trên Polygon, là một dự án đa chuỗi và chúng tôi sẽ sớm có mặt ở trên nhiều chuỗi khác. Đó thì ở đây thì sẽ là cái phần lộ trình các bạn nhé, này lộ trình này. Thì cái này thì các bạn có thể là tìm hiểu, mình sẽ để link trang chủ của dự án ở trên cái phần mô tả của video, thì các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về thông tin của dự án này. Ở trên này thì có rất là nhiều các cái thông tin để cho các bạn nắm giữ và tìm. Còn đây là trang Twitter chính thức của dự án Pop Social, thì ở đây là một cái trang Twitter cũng đã có tích xanh uy tín các bạn nhé. Đây, Pop Social, cổng mạng xã hội hỗ trợ AI của bạn tới Web3, khả dụng ở trên Android cũng như là trên iOS nhé. Đó, và trên này thì đang có rất là nhiều các cái chương trình sự kiện Aerob, thì các bạn có thể là tham gia vào ở trên này. Rồi bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là đăng ký tài khoản, chúng ta tải app và đăng ký tài khoản các bạn nhé. Thì link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ở đây thì các bạn sẽ là kích vào tải app cho mình. Ở đây thì mình sử dụng Android thì mình sẽ kích vào cái phần Android nhé. Thì đã có app ở trên cả hai hệ điều hành, trên iOS cũng như là ở trên Android. Thì các bạn ở đây mình đang sử dụng Android thì mình sẽ kích vào cài đặt luôn. Như vậy nó đang cài đặt các bạn nhé. Thì cái dung lượng của cái app này hơn 100 MB, cho nên là cái phần mà tải app cũng như là cài đặt thì nó cũng khá là lâu. Ok, như vậy đã cài đặt xong các bạn nhé. Thì mình sẽ mở lên này, các bạn nhấn cho phép. Rồi, ở đây thì nó là cái hệ mạng xã hội giống như là Facebook. Thì các bạn có thể lướt lướt trên này này. Để cái phần đăng bài thì các bạn kích vào đây chúng ta đăng bài nhé. Và trước khi đăng bài thì chúng ta phải tạo tài khoản. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chúng tạo tài khoản trước. Thì các bạn kích vào cái biểu tượng bên trên này này. Đó, nó sẽ dẫn đến chúng ta cái phần mà chúng ta điền cái địa chỉ email. Ở dưới này thì nó sẽ có cái phần cho chúng ta kết nối ví. Thì chúng ta sẽ kết nối ví sau nhé. Thì mình tạo tài khoản trước, các bạn kích vào đây. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email mà chúng ta muốn đăng ký tài khoản. Các bạn nhập chính xác nhé. Bởi vì là chúng ta sẽ lấy cái mã code chúng ta nhập vào đây. Các bạn nhấn vào send code này. Rồi các bạn kéo cái hình này cho mình vào khớp với hình tam giác ở bên trong. Rồi, ok, như vậy là xác minh captcha thành công ấy, thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã code vào mail. Thì các bạn mở mail ra. Đó, đây nhé, 569308 này. Đó, các bạn nhập vào. Ở đây thì cái mã code lại không được. Không biết là mình nhập sai ở cái chỗ nào. Ở đây thì nó báo cái mã xác minh của mình là bị sai nhé.
Đó, cho nên là mình sẽ phải chờ cái đồng hồ này nó đếm ngược hết thì mình mới lấy cái mã code mới mình nhập vào đây được. Mình nhập sai 569 này, 380 đấy, mình nhập mà 08, như vậy là mình nhập sai. Đó là sai là do mình các bạn nhé. Rồi ok, như vậy là đã tiến hành là đang đăng nhập vào. Rồi các bạn chờ một chút thì nó sẽ là chuyển chúng ta đến cái phần mà trang chính. Rồi bước này thì nó đang tạo khóa cũng như là tạo các cái bảo mật đấy. Tiếp tục truy cập POP này, tiếp tục. Ok, như vậy thì là đã có cái nó sẽ chuyển quay trở lại chúng ta đến cái phần mà trang chủ của cái app này. Thì các bạn kích vào đây thì chúng ta đã có cái phần tài khoản rồi. Và khi các bạn tạo xong thì các bạn sẽ có cái địa chỉ ví của các bạn ở đây. Nó sẽ trong cái ví của bạn thì sẽ có cái đồng BNB, cái đồng PPT token của cái POP token nhé, và các cái đồng UAT cũng như là USDC ở trong này. Thì đây nó cũng là một cái ví giống như là ví cá nhân của chúng ta vậy. Thì bước tiếp theo là bước quan trọng, đó là cái bước mà nhập cái mã mời để nhận cái phần thưởng. Thì các bạn kích vào cái biểu tượng hình người ở đây đó, sau đó thì các bạn kích vào đây cho mình này. Ở đây nó sẽ có cái dòng để cho chúng ta nhập cái mã của cái người mời các bạn, thì các bạn kích vào đây. Tiếp theo thì ở đây thì các bạn nhập cái mã mời của người mời các bạn vào đây cho mình. Thì cái mã mời này thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Thì nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn có thể nhập cái mã mời của mình, và sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần pin này cho mình này. Đó, thì các bạn nhập vào đây. Ok, như vậy là đã nhập xong cái phần người mời các bạn rồi. Thì sau khi nhập xong thì các bạn sẽ được nhận một cái mã mời và cũng như là kèm theo một cái link để tải app. Và đây chính là cái mã mời cá nhân của các bạn nhé. Và các bạn copy cái mã mời này, các bạn mời bạn bè tham gia để các bạn nhận được 5% cái phần thưởng từ của tuyến dưới của các bạn. Và các bạn có thể kích vào đây. Đó, thì các bạn sẽ là copy cái mã QR code cũng như là cái mã mời để các bạn chia sẻ lên Instagram trên và download cái hình ảnh này, các bạn chia sẻ mời bạn bè tham gia. Đó, đây là một cái dự án cực kỳ là hot và cũng như là cực kỳ là ngon. Và mình nghĩ là các bạn lên tham gia vào cái dự án này thì càng sớm càng tốt. Rồi thì ở đây thì các bạn có thể là thay cái biểu tượng hình avatar cũng như là hình đại diện của các bạn ở đây, và các bạn nhìn thấy cái địa chỉ ví của bạn nó nằm ở ngay trên này. Tiếp theo thì các bạn kích vào cái nút setting này này. Thì ở đây nó sẽ là cái phần mà mục cá nhân của bạn này. Chúng ta sẽ xem cái ngôn ngữ, thì hiện tại ở đây thì chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nhé, thì chúng ta sẽ sử dụng tạm bằng cái tiếng Anh này. Copy mã mời này và tài khoản này. Đó, thì những cái mục này thì các bạn có thể là tìm hiểu sau, thì mình chủ yếu là giới thiệu qua cho các bạn với mục sơ qua những cái chức năng của nó. Rồi còn đây là cái phần mà chat nhé, phần chat tin nhắn này thì các bạn có thể là gửi tin nhắn cho nhau cùng trong một cái hệ thống này. Rồi cái mục này thì nó là cái mục mà nó cũng giống như là cái mục mà trên TikTok các bạn nhé. Đó, thì các bạn cũng có thể là đăng ảnh, đăng video ở trên này, các bạn chia sẻ này. Đó, thì các bạn cứ nhận được lừa nhiều lượt like, nhiều lượt chia sẻ, các bạn đi like tương tác cho mọi người thì các bạn cũng sẽ được nhận được cái đồng PPT. Đó, đây thì mình sẽ like này. Và mình tương tác thử một lúc xem là mình có nhận được Đó, mình sẽ gửi bình luận này. Rồi tiếp theo đến cái phần này. Đây là phần phần trang chính nhé. Phần giao diện chính. Trong này nó có rất là nhiều mục để cho chúng ta tìm hiểu. Rồi ở đây thì các bạn có thể kích vào cái dấu cộng này này. Chúng ta đăng ảnh, đăng video lên. Các bạn kích vào đây này. Đó, thì đến cái mục này thì các bạn kích vào đây. Chúng ta upload một cái ảnh hoặc video lên. Rồi sau đó thì đến cái mục này thì các bạn thích chọn video hay các bạn chọn ảnh, hoặc là các bạn lấy ảnh hình ảnh bằng trực tiếp từ camera, thì ở đây mình sẽ đăng một cái ảnh lên nhé. Mình sẽ đăng một video đi. Đây mình sẽ đăng một cái video này. Đó, thì tiếp theo là mình các bạn chọn này. Rồi các bạn back lại này. Video của mình đã upload xong thì các bạn nhấn vào cái mũi tên ở đây, chúng ta đăng cái video của chúng ta lên nhé. Đó, thì các bạn bấm vào đây các bạn sẽ thấy cái phần mà video của các bạn vừa đăng lên. Đó, thì ở đây là cái video mà mình vừa mới đăng lên nhé.
Do cái mạng của nhà mình nó chậm cho nên là mình nó loát hơi lâu. Rồi, ok, như vậy là cái phần mà chúng ta tham gia vào cái dự án này thì mình cũng đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn cái cách tham gia khá là chi tiết rồi. Thì ở cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.